Cho hỏi căng chỉ có bị sưng mặt không? Căng chỉ thì không có sưng mặt lắm các bạn ha, căng chỉ nó cũng giống tim filler vậy. Tuy nhiên á, cái chỉ nếu mình dùng chỉ gai á, có nhiều loại chỉ mono hay là chỉ gai. Nếu mà các bạn dùng chỉ gai á, mà chỉ gai tốt, nó có chỉ gai cứng á, chỉ một ô á, thì bởi vì cái gai á, nó mắc 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 vào trong cái da thịt của mình á, nên là nó hơi đau lâu thôi. Nó sưng thì cũng không có sưng nhiều đâu, nhưng mà mình về mình nói chuyện á, cái nó nhúc nhích dính mấy cái gai á, nó gây mình đau 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 hơi khó chịu thôi ha. Và cái như các bạn hồi nãy tôi cũng phân tích rất là nhiều nãy giờ, nếu có theo dõi ha, mình căng chỉ á, mình ví dụ như trường hợp của chị Thảo hồi nãy, nếu mình dùng căng chỉ để tạo sự săn chắc thì các bạn sẽ bị thất bại sau 2 tháng nè. Nó sẽ khi mình chiều về há miệng đánh răng phải há cỡ này đúng không, thì cái chỉ nó sẽ nhanh chóng nó bị kéo giãn theo cái sự cử động của mặt mình, nó sẽ bị tụt cái độ nâng nó đi. Do đó là cái chỉ mình chỉ dùng khi cái độ di động trên da mình nhiều quá, mình muốn tạo một cái nền, một cái khung sắt để giữ cái nền da của mình tốt thì mình mới áp dụng chỉ. Ví dụ chị Thảo hồi nãy tôi check cái mức độ như vậy thì mình sẽ không cần dùng chỉ, tôi sẽ dùng cái filler and recode và profilo là đủ cho trường hợp đó ha.